các bạn, là Dũng đây. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần như những tuần trước, thì Dũng sẽ đi làm vlog với lại mô tô. Thì hôm nay mình sẽ đi quay review về một cái xe mô tô của người bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi nha các bạn. Bạn hôm nay trời rất đẹp nha bạn. Mình đi thấy là trời rất là trong xanh. Thì như vậy là nó sẽ thuận tiện cho việc quay phim. Cái hướng mình đi hôm nay người ta đi đông lắm, thành ra không có chạy nhanh được. Với lại cũng đang trong cái chiến dịch nữa, thành ra phải tự ý thức. Nhóm bạn bè mình đã gặp nhau rồi, bây giờ mình đi làm vlog nha bạn.